yến này cái mùa đẹp lắm. Cái màu ấy, mình rất thích cái màu ấy. Cái tên cái tên yến là đẹp rồi. Không, cái màu nó hay lắm cơ. Nó vàng nhưng mà nó lại không phớt phớt xanh trong. Mấy cái bưởi, hai cái bưởi kia. Cái lá màu này là tôi tự nghĩ ra, xong rồi tôi bảo với cháu nó tìm theo, nó trồng theo cái của mình. À, thế còn cái hồ cá koi kia thì có nhiều cá không? Hồ cá koi kia thì là koi rồi. Koi koi. Thế ban hoa tím thế này. Cái ban hoa tím này. Từ một hoa. Đây là hồ tự nhiên bao giờ nó cũng có nước đấy. Đấy là cái hẻm nữa, hẻm này. Cảm giác như là cái bãi đậu mà nếu mà có thạc đường nào có trồng một hàng cây thì được, cái nó thấp cả hàng cây thôi, đừng có đường nào nó thấp. Cái giếng này tôi nói cái là giếng thần, tại vì nước rất là trong và không bao giờ cạn. Giếng cũ thì giếng cũ ấy mình làm không, trước đây gốc gác của nó chỉ là cái nguồn nước núi. Ha ha ha!
nhá. Nào, các anh đâu? Thôi giờ đẹp quá rồi. Ok. Ok nào. Hôm nay là các anh cứ say sưa đây đến khuya rồi về nhá. Đấy. Rồi, 1, 2, 3. Một, hai, ba, vô. Rồi, ok. Rồi, thank you, guys.